và mình thuộc về ngành dựng hình 3D nhưng mà không phải là 3D nha mấy bạn. Ok. Hello mọi người, mình là Nguyễn Thanh Phát. Hiện tại mình đang theo học ngành dựng hình 3D năm cuối tại Học viện VTC Academy. Dạ, em biết đến VTC Academy thông qua chương trình học bổng tài năng năm 2020. Và mình biết đến VTC thông qua một số social network mà bạn mình giới thiệu cho mình. Và cái lý do mà mình biết đến chương trình học bổng tài năng là do mình lướt trên Facebook có một mẫu quảng cáo, mình cảm thấy nó rất là thú vị. Và đó là cơ hội cho mình theo đuổi cái ngành này, mình quyết định thử sức. Và may mắn rằng là mình đã đạt giải nhất học bổng tại VTC. Cái yếu tố mà em quyết định lựa chọn VTC Academy, một phần là do cơ sở vật chất ở đây rất là đầy đủ và hỗ trợ em hết sức có thể khi mà em làm các bài tập và thực hành dự án ở đây. Và thứ hai nữa là môi trường ở đây rất là thân thiện và thầy cô hỗ trợ em hết mình. Thì sau những buổi học chính thì sau khi mình đang học thì mình có thể gặp gỡ thầy cô, bạn bè để mà trao đổi về các dự án cá nhân và dự án bên ngoài mình, và các cách nào để mình có thể hoàn thành được cái bài đó một cách nhanh và tiết kiệm thời gian nhất ạ. Đội ngũ nhân viên tại VTC Academy rất là thân thiện, vui vẻ và hòa đồng, dùng hết sức để hỗ trợ mình trong các dự án, các bài tập, cả ở bên ngoài và bên trong. Thì mình tâm đắc nhất là thầy Bảo và thầy Hiệp. Thì thầy Bảo bên cạnh những kiến thức chuyên môn, thầy Bảo còn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà sau này ra ngoài mình có thể đi làm một cách dễ dàng hơn. Và thầy Hiệp thì bên cạnh cái kiến thức mà mình đã học mình trong sách vở, thì thầy Hiệp còn chỉ mình cái cách để mà hoàn thành bài, những cái tips hoàn thành bài, tiết kiệm thời gian và cái workflow nó sẽ được mượt mà hơn. Trước khi em học VTC Academy thì em đã định hướng cho mình là con ngành thiết kế đồ họa. Nhưng mà sau khi được nhà trường, thầy cô định hướng một cách rõ ràng, cụ thể thì mình đã xác định là mình đã thuộc về ngành dựng hình 3D. Ngắn gọn xúc tích là vui, học ở đây rất là vui và rất có nhiều hứng thú để mà sáng tạo những các nội dung của riêng mình. Thì mình muốn nhắn gửi tới các bạn là mình còn rất trẻ, thời gian còn rất nhiều, thì hãy cứ mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình và thành công sẽ chắc chắn theo đuổi các bạn.